Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, có nơi dưới 8 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực từ Ninh Thuận đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ.